Thưa quý vị, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko đã ra lệnh đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện khi Nga xảy ra binh biến. Như hãng thông tấn Benta của Belarus đưa tin, ông Lukashenko đã có một ngày căng thẳng vào hôm 24 tháng 6 với nhiều cuộc họp cùng các quan chức an ninh, quốc phòng và thực thi pháp luật. Bên cạnh đó, ông Lukashenko còn điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đàm phán với ông Prigozhin. Những hành động này kéo dài cả ngày, cuối cùng đã tìm ra cách để xoa dịu tình hình bằng thỏa thuận đạt được giữa Điện Kremlin và Wagner, mà theo đó ông Prigozhin được phép tới Belarus, qua đó chấm dứt cuộc nổi loạn của lực lượng này. Theo hãng tin AFP của Pháp, thời điểm mà ông Lukashenko đưa ra mệnh lệnh trên là lúc thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đang tiến hành binh biến ở Nga, nước láng giềng của Belarus. Sau đó, ông Lukashenko lại là người đứng ra hòa giải, thương lượng để chấm dứt cuộc nổi dậy ngắn ngủi của Wagner. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Prabowo Subianto, trả lời báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Joko Widodo hôm 26 tháng 6 rằng nước này sẵn sàng trở thành bên trung gian hòa giải để hỗ trợ nỗ lực giải quyết cuộc xung đột vũ trang đang căng thẳng giữa Ukraine và Nga. Bộ trưởng Prabowo khẳng định Indonesia tiếp tục quan tâm sát sao đến tình hình toàn cầu, trong đó có diễn biến nhanh chóng trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Ông cũng nhấn mạnh Indonesia sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột nếu được sự đồng ý của cả hai bên và nỗ lực đưa ra các đề xuất khả thi. Ông Prabowo Subianto nói rằng, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng các quy định quốc tế, chính sách đối ngoại luôn rất rõ ràng, chúng tôi cố gắng duy trì mối quan hệ hữu nghị với tất cả các bên và nỗ lực trở thành bên hòa giải. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia tiết lộ thêm, ông đang lên kế hoạch đệ trình một báo cáo chi tiết lên Tổng thống về tình hình xung đột hiện nay tại Ukraine. Tổng thống Indonesia đã lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng về những việc cần làm liên quan đến tình hình toàn cầu hiện nay. Bộ trưởng Subianto khẳng định, ngài Tổng thống đã vạch ra một số chỉ thị và chúng tôi sẽ thực hiện. Dù Indonesia có vị trí khá xa với Nga và Ukraine, cùng với các thủ tục phức tạp phát sinh nếu tổ chức đàm phán tại đây, giới học giả nước này lâu nay đều khẳng định chính phủ Indonesia có thể đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên đang rơi vào bế tắc. Nói về vấn đề đàm phán hòa bình với Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết để đàm phán cần có những điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, đến nay, nhà chức trách Nga vẫn chưa thấy những dấu hiệu đó. Ông Dmitry Peskov cũng bác bỏ thông tin nói rằng Nga và Ukraine có thể mở cuộc đàm phán vào tháng 7 tới. Ông Peskov cũng khẳng định lại lập trường của Nga rằng bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Nga và Ukraine đều phải tính đến các thực tế mới, bao gồm cả 4 khu vực đã sáp nhập vào Nga. Đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa có tiến triển nào do bất đồng về nhiều vấn đề. Cho đến nay, Ukraine vẫn khẳng định sẽ không đàm phán với Nga cho đến khi những người lính cuối cùng của Nga rời khỏi nước này. Thưa quý vị, Nhật báo The Guardian dẫn nguồn tin từ các kênh Telegram thân Nga cho rằng quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát làng Dachi đối diện thành phố Kherson và khu vực gần cầu Antonovsky đã bị phá hủy. Theo đó, các lực lượng Ukraine đã được cho là vượt qua sông Dnieper và giành lại một số lãnh thổ ở Kherson. Chưa có bình luận chính thức nào từ chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine, nhưng các báo cáo gần nhất cho biết các đơn vị Ukraine đang tìm cách khai thác những điểm yếu mới trong vị trí phòng thủ của Nga sau vụ vỡ đập Kakhovka hồi đầu tháng 6. Vụ nổ làm vỡ đập Kakhovka mà Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau gây ra đã phá hủy nhiều vị trí tiền tuyến của Nga. Quân đội Nga gần đây đã di rời lực lượng từ tả ngạn tỉnh Kherson đến vùng Zaporizhia, nơi Ukraine đang tìm cách tiến công. Chuyên gia Sasha Kost cho hay, trong tuần trước, hoạt động của đối phương Ukraine ở Dnieper, khu vực cầu Antonovsky, đã gia tăng một cách bất thường. Dường như Ukraine đã cố thủ ở tả ngạn tỉnh Kherson và đang cố gắng mở rộng vị trí. Một số nhà phân tích cho rằng quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn một số khu vực gần Oleksiy, thị trấn ở tả ngạn sông Dnieper, nơi đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng sau vụ vỡ đập Kakhovka. Vụ vỡ đập Kakhovka đã khiến việc vượt qua sông Dnieper trở nên dễ dàng hơn sau khi mực nước rút để lại những khu vực đầy cát. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết quân đội nước này đã giải phóng làng Rybnopil thuộc tỉnh Donetsk. Điều này xảy ra ngay sau cuộc nổi dậy vũ trang của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner vào cuối tuần qua. Kể từ khi tuyên bố bắt đầu phản công vào ngày 5 tháng 6, Ukraine đến nay đạt được tiến bộ rất khiêm tốn.
Bà Malia cho biết Ukraine đã tiến công thành công theo nhiều hướng, với việc Kiev đã giành lại 130 km vuông lãnh thổ, bao gồm 17 km vuông trước đó. Rybnopil là khu định cư thứ 9 Ukraine giành lại được trong cuộc phản công. Bà Malia viết trên Telegram rằng các lực lượng Ukraine giành lại quyền kiểm soát Rybnopil, chúng tôi đang tiến về phía trước. Trước đó, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Igor Zhovva cho biết mục tiêu cuối cùng của chiến dịch phản công của Ukraine là giành lại tất cả các vùng lãnh thổ, bao gồm cả Crimea. Thưa quý vị, nói về cuộc nổi loạn của các tay súng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner, mới đây, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg cho rằng đây là vấn đề nội bộ của Nga. NATO sẽ tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine, sẵn sàng phản ứng với khả năng các tay súng Wagner di chuyển tới Belarus. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Vilnius, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết vẫn còn sớm để nói chính xác bởi mọi thứ vẫn có thể tiến triển. Ông nhấn mạnh cuộc binh biến của Wagner là vấn đề nội bộ của Nga và trọng tâm của NATO là hỗ trợ Ukraine. NATO không can thiệp vào vấn đề nội bộ của Nga. Điều quan trọng là NATO không bị đe dọa. Cuối ngày 23 tháng 6, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin cũng đã tuyên bố trên kênh Telegram rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã khiến ông mất nhiều chiến binh, đồng thời kêu gọi một cuộc hành quân đến Moscow. Bộ Quốc phòng Nga gọi cáo buộc của ông Prigozhin là sai sự thật. Cơ quan an ninh liên bang FSB cũng đã khởi xướng một vụ án hình sự về tội nổi loạn đối với lãnh đạo Wagner. Trong bài phát biểu ngày 24 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động của Wagner là quay lưng lại với đất nước. Sau sự trung gian hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông Prigozhin đã chấp nhận dừng tiến về Moscow. Điện Kremlin cho biết ông Prigozhin sẽ rời Nga đến Belarus và không bị truy tố. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, xét đến công trạng trên tiền tuyến, các chiến binh Wagner tham gia vào cuộc binh biến cũng sẽ không bị truy tố. Thưa quý vị, theo nhật báo New York Times, không có đơn vị nào của quân đội Nga rời khỏi vị trí tiền tuyến ở Ukraine trong giai đoạn cuộc nổi loạn của nhóm quân sự tư nhân Wagner diễn ra. Điều đó cho thấy Ukraine đã không thể lợi dụng sự kiện này để giành ưu thế trên tiền tuyến. Giới chức Mỹ dự đoán ít nhất trong thời gian ngắn, tình hình trên tiền tuyến ở Ukraine có thể sẽ không thay đổi. Theo tờ New York Times, giới chức Mỹ và các nhà phân tích độc lập giấu tên thừa nhận dường như không có bất kỳ lỗ hổng nào để khai thác trong các tuyến phòng thủ của Nga. Phân tích sơ bộ cho thấy không có đơn vị nào của Nga ở miền đông và miền nam Ukraine rời bỏ vị trí vào ngày 23 tháng 6 hoặc 24 tháng 6, thời điểm Wagner có các hành động nổi loạn ở Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho rằng sự kiện Wagner đã tạo ra cơ hội tiềm năng để Kiev cải thiện vị thế trong cuộc xung đột với Nga. Riêng trong ngày 24 tháng 6, các lực lượng Nga đã phóng khoảng 50 tên lửa vào nhiều mục tiêu khác nhau trên khắp lãnh thổ Ukraine. Ukraine nhiều lần đề nghị các quốc gia phương Tây cung cấp chiến đấu cơ để hỗ trợ chiến đấu với quân đội Nga. Song Mỹ và các thành viên NATO hiện mới chỉ cho phép đào tạo phi công Ukraine lái F-16. Chưa có quốc gia nào cam kết cung cấp F-16 cho Kiev. Hôm 26 tháng 6, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, ông Troels Lund Poulsen cho biết, nước này đã bắt đầu đào tạo phi công Ukraine lái chiến đấu cơ F-16. Các cuộc thảo luận về việc Đan Mạch viện trợ tiêm kích F-16 cho Ukraine cũng đang diễn ra ở Copenhagen. Đài truyền hình DR của Đan Mạch dẫn lời quyền Bộ trưởng Quốc phòng rằng, chúng tôi cũng sẽ xem xét liệu chúng tôi có nên tặng F-16 cho Ukraine hay không và số lượng là bao nhiêu chiếc. Đan Mạch dự kiến loại bỏ hoàn toàn phi đội 30 chiếc F-16 đang hoạt động vào năm 2027, nhưng kế hoạch này được đẩy sớm hơn là vào năm 2025. Phi đội F-16 sẽ được thay thế bằng 27 tiêm kích F-35 tối tân. Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023. Theo ông Paulsen, các phi công Ukraine sẽ cần đào tạo tối thiểu 6 đến 8 tháng và các tiêm kích F-16 sẽ ở Đan Mạch cho đến năm 2024.